Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty PVC. Ngày 16 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can số 363C46P12 đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, căn cứ vào Điều 34, 82, 161, 169, 187, 256 và 260 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định số 19/C46P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh, khởi tố vụ án cố ý làm trái tại PVC. Một ngày trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định số 51/C46P12 khởi tố vụ án hình sự cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng quyết định khởi tố 4 bị can gồm Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc, Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng công ty PVC để điều tra về tội danh nêu trên. Theo nguồn tin của phóng viên cho biết, quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ông Trịnh Xuân Thanh và cấp dưới có dấu hiệu cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế khi sử dụng vốn điều lệ góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết và triển khai các dự án. Trong đó có công ty xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34.295 tỷ đồng, rót 110 tỷ đồng vào dự án, nhưng nhóm cán bộ đứng đầu PVC có dấu hiệu vi phạm quy định của nhà nước gây thiệt hại tài sản. Trước đó, ngày 8 tháng 9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016. Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã kết luận một số nội dung, biểu quyết 100% bằng phiếu kín quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, chịu trách nhiệm chính về thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng ở PVC. Theo báo cáo, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2013, ông Thanh đảm nhiệm các cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế. Ông Trịnh Xuân Thanh cũng là lãnh đạo tổng công ty đã chèo lái con thuyền PVC thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng giai đoạn 2011 đến 2013. Giai đoạn này, nhiều tổ chức cá nhân trong tổng công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự. Ban Bí thư cũng kết luận ông Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty. Theo Công an Nhân dân, PVC dưới thời điều hành của ông Trịnh Xuân Thanh đã sử dụng vốn điều lệ đầu tư góp vốn vào các công ty con và công ty liên kết. Tuy nhiên, các đơn vị này sản xuất kinh doanh không hiệu quả dẫn đến tình trạng thua lỗ. Riêng năm 2012, một số dự án trọng điểm bị ngừng, giãn tiến độ hoặc vướng mắc chưa triển khai khiến PVC thua lỗ hơn 1.848 tỷ đồng. Năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên. Qua đó, phát hiện PVC đã tham gia liên kết, kinh doanh với nhiều doanh nghiệp bên ngoài gây thua lỗ và thất thoát vốn của nhà nước. Tại nhiều công trình dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVC tham gia với tư cách là tổng thầu hoặc nhà thầu lớn. Nhưng sau khi nhận công trình, PVC lại chỉ định cho các công ty con hoặc bán thầu cho doanh nghiệp bên ngoài thi công. Việc lãnh đạo PVC thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát,
làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế đã để lại hậu quả lớn cho PVC cũng như ngân sách nhà nước. Không biết ông Thanh ở đâu? Ngày 3 tháng 8, ông Thanh xin phép nghỉ chữa bệnh. Hết một tháng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 không quay lại nhiệm sở mà gửi văn bản giải trình một số vấn đề liên quan đến bản thân do đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương đặt ra, đồng thời có nguyện vọng xin ra khỏi đảng. Để làm rõ những thông tin liên quan đến báo cáo mà ông Thanh gửi, Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy có giấy triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh nhưng chưa liên lạc được. Vài ngày trước, Tỉnh ủy cử cán bộ ra Hà Nội tìm ông Thanh vì không gọi điện thoại được. Chúng tôi cho người đến tận nhà riêng nhưng gia đình nói không biết ông Thanh đi đâu. Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chắn nói: Ông Trịnh Xuân Thanh, 50 tuổi, quê ở Đông Anh, thành phố Hà Nội, có trình độ đại học kiến trúc, kỹ sư quy hoạch đô thị, ngoại ngữ tiếng Nghe. Trước khi được Bộ Công Thương luân chuyển vào Hậu Giang và Hội đồng Nhân dân tỉnh này bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào tháng 5 năm 2015, ông Thanh là Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng của Bộ Công Thương, Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ này. Ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu? Đồn đoán ông Trịnh Xuân Thanh không còn ở Việt Nam xuất hiện khi cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang vắng nhà nhiều ngày, không trở lại nhiệm sở sau kỳ nghỉ phép. Chiều ngày 12 tháng 9, trao đổi với phóng viên, ông Trần Công Chắn, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, chiều ngày 16 tháng 9, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến địa phương này triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Theo ông Chắn, Tỉnh ủy có thư triệu tập ông Thanh để tham dự buổi triển khai quyết định quan trọng này. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Tỉnh ủy Hậu Giang vẫn chưa liên lạc được với ông Thanh. Chúng tôi đã báo cáo cho Trung ương việc mất liên lạc với ông Thanh, người đứng đầu Tỉnh ủy Hậu Giang nói. Chưa nắm thông tin ông Thanh xuất cảnh. Trước thông tin dư luận cho rằng ông Thanh đã đi nước ngoài, lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng không có cơ sở để xác định. Vài ngày trước, Tỉnh ủy Hậu Giang cử cán bộ ra Hà Nội tìm ông Thanh vì không gọi điện thoại được. Những người đi tìm đến tận nhà riêng nhưng gia đình nói không biết ông Thanh đi đâu. Trong thư triệu tập, Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu ngày 13 tháng 9, ông Thanh phải có mặt ở Hậu Giang để giải quyết các vấn đề liên quan nhưng ông Thanh chưa hồi đáp. Trước đó, Tỉnh ủy Hậu Giang muốn triệu tập ông Thanh để làm rõ những nội dung trong đơn nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho Tỉnh ủy, trong đó có nguyện vọng xin ra khỏi đảng. Những ngày qua, nhiều phóng viên đến biệt thự trong khu đô thị Sibuche, Hà Nội, nơi gia đình ông Thanh sinh sống. Bảo vệ khu đô thị và người thân của nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đều nói ông Thanh vắng nhà nhiều ngày nay không rõ tung tích. Cách đây mấy ngày ông ấy nói vào Hậu Giang công tác nhưng từ đó đến nay chưa thấy về. Hiện gia đình cũng không biết ông ấy đang ở đâu. Người nhà ông Thanh nói với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan địa phương không nắm được ông Thanh đang ở đâu. Còn về thông tin đồn thổi ông Thanh đang ở Đức, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Công Lý cho biết cơ quan không có cơ sở về chuyện này. Trả lời Tiền Phong hôm ngày 8 tháng 9, Thiếu tướng Lê Xuân Việt, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết chưa nắm được thông tin ông Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài. Việc ông Thanh có xuất cảnh hay không thuộc thẩm quyền của Cục An ninh Cửa khẩu. Hiện cục này đã tách khỏi Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Cùng ngày, Thiếu tướng Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh Cửa khẩu Bộ Công an nói, việc cấm xuất cảnh là do cơ quan chức năng, ông Dũng chưa nhận được chỉ đạo nào liên quan đến việc ông Trịnh Xuân Thanh. Về thông tin, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đang điều trị bệnh gút ở Bệnh viện Thống Nhất, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Công, giám đốc bệnh viện đã phủ nhận việc này. Khẳng định với Tiền Phong, ông nói, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại đây không có ai tên Trịnh Xuân Thanh. Cho đến sáng ngày 12 tháng 9, đại diện công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, nơi ông Thanh sinh sống cũng nói, công dân này là cấp bộ cấp trung ương do trung ương quản lý, vì thế việc ông này đi đâu, ở đâu, làm gì địa phương không nắm được. Ông Trịnh Xuân Thanh, 50 tuổi, quê ở Đông Anh, thành phố Hà Nội, có trình độ đại học kiến trúc, kỹ sư quy hoạch đô thị, ngoại ngữ tiếng Nghe. Trước đó, khi Bộ Công Thương luân chuyển vào Hậu Giang và được Hội đồng Nhân dân tỉnh này bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào tháng 5 năm 2015, ông Thanh là Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng, Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ này, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC.
Ngày 8 tháng 9, Ban Bí thư biểu quyết 100% bằng phiếu kín quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh vì những sai phạm trong thời gian công tác tại Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang. Ban Bí thư kết luận giai đoạn 2011 đến 2013, ông Thanh cùng lãnh đạo PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái quy định của pháp luật về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Nhiều tổ chức, cá nhân trong tổng công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự. Ông Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm vi phạm và thua lỗ ở PVC. Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty. Khi thuyên chuyển vào Hậu Giang công tác, với cương vị là tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng ông Thanh dùng biển số xe công gắn vào ô tô tư nhân để sử dụng trái quy định, gây phản cảm và dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.